Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip một nữ sinh lớp 9 ở Bình Định đặt mua áo quần qua shop online cho mẹ, nhưng không đủ tiền để trả nên bom hàng. Chủ shop bức xúc gọi điện định la mắng, nhưng nghe chuyện thì chỉ bật khóc, cho đồ và mượn tiền cho cô bé. À, sao con nhận, con mua hàng mà con không nhận hàng? Dạ con mua đồ cho mẹ con em bị bệnh, không có đâu mẹ. Còn thấy cô ở trên TikTok á. Con thấy cô là tốt cho người ngồi mãi thôi chuyện kém để đến hàng của cô mà giờ cô không có tiền. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của cô. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của cô. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của cô. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của cô. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của cô. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của cô. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của cô. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của cô. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của cô. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của cô. Mẹ con đâu gì? Mẹ con có mẹ chồng của
là con sẽ khỏe lo cho tụi con. Bây giờ tụi con cho con gặp lại cho shipper ơi. Dạ, dạ. Em ơi, trường hợp của con bé này nó cũng khổ á. Bây giờ chị nhờ em một chuyện được không? Có nghĩa là bây giờ cái đơn hàng này chị sẽ chuyển, chị sẽ nói nhân viên của chị sửa thành cọc không đồng. Và chị còn nhờ em một chuyện nữa là em có tiền á, em cho chị mượn 1 triệu là em đưa cho con bé đó. Bây giờ em có tài khoản á, chị sẽ chuyển lại cho em 1 triệu 100 ngàn. Coi như là chị gửi cho em 100 ngàn, em uống nước. Còn 1 triệu là em gửi cho con bé đó dùm cho chị nha. Mẹ em bé nó bị đau. Rồi cái đơn hàng này chị sẽ sửa lại là cọc không đồng. Được biết, người mua hàng là em Phan Thị Ca, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Còn người bán hàng online là chị Lê Thị Quỳnh Nha, ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng ngày 10 tháng 12, chúng tôi đến nhà em Ca, một căn nhà cũ kỹ xuống cấp, nằm sâu trong hẻm nhỏ giữa cánh đồng ruộng lúa. Trong nhà, một chiếc giường đã cũ, nằm ngay cửa ra vào. Trên đó, chị Phạm Thị Lan, 40 tuổi, mẹ Ca, nằm co ro vì chứng bệnh lạ khiến bà không thể ngồi dậy trong 4 năm qua. Muốn là mẹ con có tiền chữa bệnh, sống chung với 4 anh em tụi con. Dạ. Còn nhất là lớn là sao còn 2 đứa em nhỏ. Theo ông Nguyễn Kế Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Tường, gia đình ông ta, bà Lan thuộc diện hộ nghèo. Sau khi biết chuyện của bé và mẹ, xã đã vận động bà con chung tay giúp sức, hỗ trợ kinh phí cho gia đình. Tôi rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình bé Ca để mẹ cháu sớm khỏi bệnh và bé Ca cùng các em của mình an tâm học tập.